Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cơ quan định hướng tuyên truyền cùng các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đến chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của tập thể Ban tuyên giáo tỉnh ủy thời gian qua đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho tỉnh ủy, lãnh đạo về công tác tuyên giáo, thông tin tuyên truyền. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định tuyên giáo là một trong 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh phát triển của Internet và xã hội thông tin như hiện nay, để làm tốt vai trò chức năng nhiệm vụ, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác học tập, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với thực tiễn đời sống của nhân dân, có phương pháp mới và kênh thông tin để nắm bắt dư luận xã hội hiệu quả hơn. Đánh giá được kết quả thực hiện nghị quyết các cấp, làm tốt công tác đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi rất là chăn trở. Đến chúc mừng cán bộ phóng viên, biên tập viên, người lao động báo Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, báo Hưng Yên đã có đóng góp quan trọng tuyên truyền, kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong thực hiện các phong trào thi đua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu báo Hưng Yên phải luôn coi trọng tính định hướng của báo Đảng địa phương, không ngừng đổi mới, năng động bám sát thực tiễn thông tin một cách nhanh nhạy, các sự kiện thời sự chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, việc triển khai thực hiện và các thành tựu qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Tặng hoa và chúc mừng cán bộ phóng viên cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực của tập thể cán bộ phóng viên cơ quan thường trú đã góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí mong muốn cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên. Đồng chí chúc các cơ quan hội luôn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Trung ương, tăng cường xây dựng, tổ chức các hoạt động chuyên môn với chủ đề, chủ điểm đa dạng và thiết thực cho công tác phát triển báo chí và văn học nghệ thuật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu hai cơ quan tiếp tục nâng cao công tác chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển đội ngũ, hội viên cả về chất lượng và số lượng, qua đó đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo cầu nối giữa nhân dân và lãnh đạo các cấp, thể hiện vai trò của các nhà báo, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Hưng Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của các cơ quan vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong đổi mới hoạt động chuyên môn, cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền với phương châm trung thực, khách quan, khoa học. Đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, người lao động luôn đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng mang hơi thở cuộc sống, phản ánh toàn diện các lĩnh vực đời sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.